Kính thưa anh chị em, hôm nay giáo hội chúng ta mừng lễ Thánh Luca, tác giả của Tin Mừng về Nhất Lãm. Thì chúng ta thấy Thánh Luca là một vị lương y và ngài chữa bệnh rất là tài tình, nhưng Chúa đã chọn ngài để ngài trở nên một vị tông đồ nhiệt thành cho Chúa, đồng thời viết Tin Mừng Nhất Lãm Thánh Luca, đồng thời viết sách Công Đồ Tông Vụ. Chúng ta thấy rất rõ điều đó. Kính thưa anh chị em, ngày hôm nay Chúa sai 72 môn đệ khác đi rao giảng Tin Mừng, và Chúa nói trong môn đệ rằng các con hãy đi, đừng mang bao bì, giày dép, tiền bạc, bởi vì Chúa muốn rằng các môn đệ phải luôn luôn thanh thản. Các môn đệ không phải lo lắng gì vật chất cả, mà chỉ lo việc của Chúa mà thôi. Cho nên các ngài cứ việc lo của Chúa, lo việc cho Chúa, rồi Chúa sẽ định đoạt. Và Chúa nói rằng người thợ thì đáng công, đáng trả được trả công, tức là đi tới đâu người ta cho gì cứ ăn đấy thôi. Cho nên các vị tông đồ Chúa sai họ đi, và Chúa dặn dò một cách rất là kỹ lưỡng như vậy, để cho các môn đệ của Chúa thấy rằng con người là việc tông đồ không có phải lo lắng gì cả. Lo lắng của cái vật chất thì nó làm cho mình bị sao nhãng những cái điều quan trọng nhất, đó là rao giảng Tin Mừng. Vậy thì kính thưa anh chị em, ông mục sư Martin Luther King là một vị mục sư đã dám tranh đấu cho quyền lợi bình đẳng của người da đen, cho nên ông đã bị ám sát đang khi ông thuyết giảng. Ông thuyết giảng thì ông bị bắn chết, bị ám sát bắn chết ngay. Và đức cha Oscar Romero cũng vậy thôi, dám tranh đấu cho quyền lợi của người nghèo, cho nên khi ngài đang dâng lễ thì ngài bị bắn gục ngã tại bàn thờ của Chúa. Chúng ta thấy hai cái vị này là hai vị phục vụ Tin Mừng của Chúa và làm chứng cho Đức Giêsu Kitô. Chúng ta thấy rất rõ cái điều đó. Vì thì chúng ta thấy rằng cái mẫu mà Chúa Giêsu khắc ghi, tức là họa lại cái mẫu của các vị tông đồ của Chúa ngày hôm nay là như thế nào, đó là Chúa muốn các môn đệ của Chúa là đi dọn đường cho Chúa và phục vụ Tin Mừng của Chúa, đi tới những nơi mà Chúa Giêsu sai tới, và Chúa Giêsu sẽ đi tới những nơi đó, thì các môn đệ đi trước dọn đường cho Chúa và phục vụ Tin Mừng cho Chúa. Và những người này phải là những người dám kêu cầu chủ thợ gặt, tức là chính Thiên Chúa Cha sai thợ gặt tới, và chính họ dám là những người đi vào cánh đồng lúa một cách cương quyết, sai đi giữa sói rừng. Đi giữa những sói rừng nghĩa là giữa những con thú mà nguy hiểm, nhưng các môn đệ của Chúa đi, họ dựa vào quyền năng của Chúa. Như bài đọc thứ nhất, Thánh Phaolô đã dựa vào quyền năng của Chúa, cho nên ngài đã không sợ bất cứ điều gì. Ngài đã rao giảng Tin Mừng và ngài đã làm cho nhiều người nhận biết được Chúa. Thánh Phaolô, chúng ta thấy rất là rõ cái điều đó. Vậy thì các môn đệ của Chúa cũng vậy, là những người dám đi vào cánh đồng của Chúa và dám hy sinh, sợ không sợ vất vả, không sợ hy sinh, ngay cả hy sinh mạng sống của mình cho Chúa, thì các môn đệ của Chúa cũng dám hy sinh và hy sinh cả cái con người của mình để làm chứng cho Tin Mừng, làm chứng cho Đức Giêsu Kitô. Thì kính thưa anh chị em, chúng ta thấy khi Chúa sai các môn đệ đi như vậy, Chúa muốn các môn đệ luôn luôn giữ vững niềm tin, luôn luôn thanh thản với vấn đề vật chất, không phải lo vấn đề vật chất đi rồi mang tiền, mang gạo hay là mang đồ ăn, thứ uống đi. Ngài không muốn các môn đệ làm như vậy, nhưng ngài muốn các môn đệ hãy để cho tâm trí của mình nó thanh thản mà phục vụ nước Chúa, để rồi đi tới bất cứ nơi nào người ta tiếp đãi, người ta cho ăn gì thì có việc ăn, bởi vì thợ làm thì đáng cái công của mình.
Cho nên Chúa đã dặn các môn đệ như vậy, và các môn đệ đã thực hiện đúng lời của Chúa. Vậy thì kính thưa anh chị em, sáng nay khi chúng ta mừng lễ Thánh Luca, vì viết sách Công Việc Công Vụ và viết sách Tin Mừng Đất Lạ, xin Ngài cầu thanh nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta cũng biết làm chứng cho Chúa bằng cách chúng ta đọc lời của Chúa. Đặc biệt chúng ta đọc phúc âm của Thánh Luca viết về lòng nhân từ của Chúa. Chúng ta thấy nhiều cái dụ ngôn mà Thánh Luca viết về lòng nhân từ của Chúa đánh động tâm hồn của chúng ta như thế nào khi chúng ta dở tin mừng của Ngài ra để chúng ta đọc cái tin mừng của Ngài, đặc biệt là đọc những cái bài tin mừng về kẻ ăn nói về người con hoang đàng. Chúng ta thấy cái dụ ngôn nó đánh động chúng ta như thế nào. Để rồi chúng ta thấy rằng Thánh Luca cả cuộc đời của mình đã được Chúa chọn, cho nên Ngài đã là một vị lương y giỏi. Ngài đã hiểu được cái bệnh hoạn như thế nào, về thể xác như thế nào, thì Ngài cũng hiểu được tâm hồn của con người như thế. Cho nên Ngài đã viết những đoạn tin mừng gây ấn tượng cho mỗi người trong chúng ta. Xin Thánh Luca cầu thanh nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta biết phục vụ tin mừng của Chúa và làm chứng cho Đức Giêsu Kitô. Amen.